qua tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có buổi tiếp ông Matthias Fell, quốc vụ khanh, phụ trách ngoại thương xúc tiến du lịch và người Pháp ở nước ngoài đang có chuyến làm việc và thăm tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định đây là dịp để hai bên rà soát, đánh giá và tìm phương hướng để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian tới. Theo đó, thì hai bên cần đẩy nhanh thực hiện triển khai những dự án hợp tác đã trao đổi và ký kết, như dự án vệ tinh nhỏ Việt Nam quan sát tài nguyên thiên nhiên môi trường và thiên tai, tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ga Hà Nội, dự án hợp tác giữa Tập đoàn Năng lượng GDF Suez và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, các hợp đồng mua bán máy bay thương mại, mở trung tâm bảo dưỡng sửa chữa máy bay, v.v. Theo ông Matthias Fels, quốc vụ khanh Pháp phụ trách ngoại thương, xúc tiến du lịch và người Pháp ở nước ngoài cho biết, trên nền tảng hai nước Pháp và Việt Nam có mối quan hệ với bề dày lịch sử. Và năm 2013, hai nước chính thức nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược. Vì vậy, trong thời gian tới, hai nước cần thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực như là hàng không, cung ứng vệ tinh, năng lượng, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng.